Mới đây, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản đã áp dụng công nghệ siêu nano để chiết xuất hoạt chất monacolinca trong men gạo đỏ, giúp giảm lượng cholesterol. Kết hợp với natokinase, một loại enzyme được chiết xuất từ đậu nành lên men, nhằm làm giảm huyết áp, tan máu đông, để tạo ra nhiều sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe như viên hạ mỡ máu Sarafi, đem lại hiệu quả điều trị vượt trội cho người bệnh. Sản phẩm Sarafi là một sản phẩm mà được bào chế từ 100% từ những cái thảo dược rất là thiên nhiên. Và những cái sản phẩm này thì những người Nhật Bản ấy thì người ta kế thừa từ rất nhiều năm rồi, đặc biệt là cái men natto. Men natto này tạo ra những cái sản phẩm nó độc đáo lắm. Mà tôi biết thì Nhật Bản là một cái quốc gia mà đã có cái truyền thống rất lâu đời về các cái thương hiệu Nhật Bản. Khi nói về Nhật Bản thì người ta hiểu được đây là một quốc gia mà rất chặt chẽ về vấn đề là công nghệ, rất chặt chẽ về vấn đề là quy trình sản xuất và rất chặt chẽ về cái tiêu chuẩn, họ rất là bài bản. Theo thông tin từ Bộ Y tế, ở Việt Nam trong những năm gần đây, căn bệnh mỡ máu đang có xu hướng trẻ hóa bởi số lượng người trẻ mắc bệnh này đang tăng lên cấp số nhân. Nhưng thực tế, không ít người chủ quan với căn bệnh dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.